À, đây nó là cái set Lego Duplo, nó là hàng chính hãng của Đan Mạch. Tên gọi của cái set này nó là Siêu Nhân Giải Cứu Thế Giới. Cái set này chỉ gồm có 19 chi tiết, nhưng mà ở đây là chỉ còn 17 chi tiết thôi. Nó thiếu mất hết hai chi tiết. Một chi tiết mất là cái áo choàng của siêu nhân, và một chi tiết nữa là cái trụ nước chữa cháy. Nó là hàng chính hãng Lego của Đan Mạch nha.